Quay trở lại với sự việc nhiều nhà xe các tỉnh Nam Định và Thái Bình đi Hà Nội đã đình công và không hoạt động trong ngày từ ngày hôm qua do phản đối việc bị điều chuyển từ bến xe khách Mỹ Đình về bến xe nước ngầm. Tiếp theo đây sẽ là một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Đó là ngay trong chiều ngày hôm nay thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã tổ chức một cuộc đối thoại với các doanh nghiệp phản đối này. Và cuộc đối thoại đã đi tới bế tắc bởi vì các doanh nghiệp vận tải đã không đồng ý với các cách trả lời kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đã có hơn 50 doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An nằm trong diện bị điều chuyển luồng tuyến từ bến xe Mỹ Đình về bến xe nước ngầm, bến xe Yên Nghĩa đã dự cuộc đối thoại. Theo các doanh nghiệp này, sau hơn 2 tháng bị điều chuyển luồng tuyến, họ không có khách để chờ và đang lâm vào tình trạng kinh doanh lỗ. Đặc biệt, lý giải cho việc không có khách chính là việc hoạt động ngang nhiên của xe dù ở khu vực bến xe Mỹ Đình đã lấy hết khách của các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc. Ý kiến chung của các doanh nghiệp này là đề xuất được quay trở lại bến xe Mỹ Đình để hoạt động. Chúng ta, doanh nghiệp chúng tôi và tất cả các anh em Thái Bình, người thì lợi 70 triệu 2 tháng, người thì cản của chúng tôi là vô to. Đây là không phải là những cái quá. Vì không khách thì vẫn phải trả lương lái xe, vẫn phải mua vé tàu ra đường, vẫn báo cáo tài chính, vẫn phải trả ngân hàng. Các văn phòng làm việc, các xe hợp đồng tá hình, thậm chí đi bu xin bây giờ, trước đây chỉ có 5-70 xe ở Thanh Hóa thôi, nhưng sau 2 tháng điều chuyển Thanh Hóa bây giờ có tới hàng trăm, hơn trăm con xe đi bu xin, kể cả xe biển Hà Nội và biển Thanh Hóa. Bây giờ luồn lách đến tận gia đình để đón khách, luồn lách đến tận khu phố để trả khách và đón khách. Thì ai còn có nhu cầu đến xe nữa? Nếu loại hình dịch vụ này ra đời thì ai còn đến xe nữa? Ngay sau ý kiến của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lên giải trình những câu hỏi liên quan đến kiến nghị đề xuất của họ. Thế nhưng, với việc cầm văn bản soạn sẵn để trả lời, các doanh nghiệp đã đứng lên phản đối, không đồng ý với cách trả lời như thế của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Các doanh nghiệp này cũng phản đối đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phát biểu, vì theo họ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã không có động thái bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khi họ bị thất thế. Trước tình thế vỡ trận, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đứng lên trực tiếp trả lời những kiến nghị của doanh nghiệp. Theo đó, ông cho rằng cần phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao không có khách ở bến xe nước ngầm, cũng như có giải pháp để chống xe dù, chứ không thể quay lại hoạt động ở bến xe Mỹ Đình được. Bởi đây là chủ trương đúng nhằm xóa bỏ xe khách chạy xuyên tâm cũng như gây ùn tắc giao thông. Bây giờ phải tìm cái nguyên nhân tại không có khách. Thì không, anh tôi phân tích rồi, rõ ràng là vấn đề là cái không thuận lợi đó thì chúng tôi sẽ tạo thuận lợi hơn. Này, cái thứ hai là phải chống cho được cái xe dù bến cóc. Cái thứ ba là cái xe hợp đồng phải tạm dừng lại. Thì nếu mà làm được cái đó thì chắc chắn tôi nghĩ rằng là những cái đó nó sẽ dần dần giải quyết được. Mặc dù lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hứa sẽ tập hợp ý kiến của doanh nghiệp để trình lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 3 sắp tới và sẽ có quyết định tiếp theo. Thế nhưng, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định vẫn không đồng ý. Họ vẫn tiếp tục đưa ra những lý lẽ nhằm mục đích là được trở lại hoạt động ở bến xe Mỹ Đình. Có vậy, doanh nghiệp mới không đứng trước nguy cơ phải phá sản vì làm ăn thua lỗ.